Hội chợ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 1 năm 2021 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thương mại Quốc tế EPPO tổ chức tại đường Võ Văn Kiệt, phường 9, thành phố Vĩnh Long. Hội chợ thu hút sự tham gia của 200 đơn vị doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan với 396 gian hàng, tạo thành một chuỗi các hoạt động như khu triển lãm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Vĩnh Long, khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm thủy sản và thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống đặc trưng của các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu triển lãm nông nghiệp phát triển nông thôn bền vững, khu hàng Thái Lan, khu hàng Việt về nông thôn, khu giống cây trồng năng suất cao chất lượng tốt, khu thương mại hàng tiêu dùng tổng hợp, khu ẩm thực Thái Lan. Đây là những cơ hội để các đơn vị doanh nghiệp Việt Nam cũng như Thái Lan mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tạo cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy các mối quan hệ sản xuất, kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với khách hàng. Để đảm bảo an toàn cho khách tham quan và doanh nghiệp, ban tổ chức hội chợ đã phối hợp với Sở Y tế bố trí nhân viên y tế tại khu vực hội chợ và khuyến cáo người dân tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định. Song đó cũng bố trí lực lượng nhân viên bảo vệ, phát khẩu trang miễn phí, xịt nước rửa tay, đo thân nhiệt cho khách tham quan.